Xin chào Sky On Air, mình là KZ. Mình là Leo. Mình vừa ra mắt sản phẩm mới được mang tên Môi Chạm Môi. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Lee An. Ca khúc được phân phối độc quyền bởi Sky Music trên các kênh nhạc số trong nước và quốc tế. Anh sẽ chẳng nói ra vì mình chẳng có lý do gì mà phải đi tìm tình yêu ngay lúc này mê. Nụ cười xinh xắn ôi trời phải kìm nén, nếu không thì em tình nghi tan hoang trái tim anh. Sau khoảng một thời gian im lặng khá là lâu thì lần trở lại lần này của KZ mong muốn là dành tặng cho các bạn một ca khúc về tình yêu, để cho các cặp đang yêu nhau và các cặp sắp được yêu có một tình yêu thật là tươi mới và tươi tắn hơn, nói chung là một màu sắc màu hồng gì đó. Lần này đánh dấu lại sự trở lại của KZ, thay đổi hình ảnh mới hoàn toàn luôn. So với các bạn cũng đã biết là KZ lúc trước là một rapper, nhưng mà lần này quay trở lại thì nó hơi khác một tí xíu. Mình khẳng định nhiều khí cạnh nhiều hơn. Về phần phong điệp thì KZ muốn gửi cho các bạn thì chúng ta đã trải qua 2 năm sống chung với dịch rồi, thì KZ không muốn ra một ca khúc nào buồn và kiểu sâu lắng. Nói chung là ca khúc lần này KZ muốn gửi đến các bạn một cái sự gì đó, một gọi là tích cực hơn để cho các bạn cảm thấy yêu đời hơn ạ. Nói về sản phẩm Môi Chạm Môi thì đây là một sản phẩm mà Leo rất là may mắn là được hợp tác cùng với KZ cũng như là cùng team sản xuất ca khúc này. Thì ngay từ lần đầu nghe qua ca khúc thì Leo nghĩ là tại vì mới đầu á, theo như mà cái lịch phát hành của KZ thì không phải là Môi Chạm Môi đâu, mà là một ca khúc khác, nó deep hơn một chút, nó buồn hơn một chút. Nhưng mà Leo nghĩ là vừa mới bắt đầu năm mới nên là mình cần một cái gì đó nó màu sắc, nó tươi mới hơn, thì chúng mình quyết định là chọn ca khúc Môi Chạm Môi, bởi vì cái giai điệu nó rất là bắt tai và cái thị hiếu mà khán giả tiếp cận được ca khúc này nó sẽ cao hơn, nên là chúng mình đã bắt tay vào để sản xuất ca khúc này. Nói chung là đây, đối với Leo thì đây là một khúc rất là hay và rất là dễ thương. Thật sự là mình cũng xin nói luôn, thì thật ra thì KZ và Leo đã đang làm chung một cái team và nó không phải dừng ở sản phẩm Môi Chạm Môi, và anh em chúng tôi đang cố gắng thực hiện nhiều sản phẩm hơn nữa để dành tặng cho tất cả mọi người, mà không chỉ dừng lại ở Môi Chạm Môi, nó còn nhiều sản phẩm mới và các thành viên phía sau team còn rất là nhiều chưa được công bố ra hết đâu, nhưng mà sẽ cái gì hay thì mình cứ để thử. Đúng rồi. Vì sao mà mời Jaybin thì Jaybin là một người anh em khá là thân thiết của KZ trong nhóm. Thật ra Leo cũng thân, nhưng mà Leo lại có tâm sự với KZ là Leo đang tập làm đạo diễn để sau này có thể làm phim và làm MV, không chỉ riêng cho KZ mà anh em trong team này có muốn làm MV thì cứ liên hệ qua Leo, tại bây giờ thằng bé nó tài năng quá mọi người. Nó muốn thực hiện nhiều khía cạnh khác trong nghệ thuật nữa, trước sân khấu và sau sân khấu nữa, trên màn ảnh và sau màn ảnh nữa. Sao ta? Thật chất ra thì bản thân em trước giờ thì em chưa bao giờ bị đưa vào một cái tình yêu như vậy. Nhưng mà nếu em nói đây là nếu nha, nếu mà mình có lỡ mà gọi là crush người yêu của bạn mình, nhưng mà em nghĩ bản thân em chỉ crush khi mà em chưa biết đó là người yêu của bạn mình thôi. Còn nếu như mà mình biết đó là người yêu của bạn mình rồi thì mình phải có một cái warning rõ ràng, một cái biên giới từ đầu, tại vì nó không thể nào xảy ra được ấy. Cái đó thì em chỉ hay thấy trên phim thôi, còn bản thân em thì em chưa được trải nghiệm ngoài đời, nên là em cũng không biết là sẽ trả lời hay là khuyên mọi người sao về câu này. Nhưng mà nếu như mà là em thì em nghĩ là em sẽ phân rõ ranh giới ra từ đầu. Thật ra trước giờ là fan luôn đẩy thuyền cặp KL rồi, từ thời mà mấy năm trước mà cái lúc mà anh KZ và Leo ra MV Ú Hòa là đã đẩy thuyền rồi. Khi mà đẩy thuyền với nhau vậy thôi cũng không biết ai là chồng hay là vợ. Hai người nói chung là cũng khá là vui, khá là thú vị. Nói chung quan tâm tới mình. Nói chung thì tại vì lúc mà chúng mình còn hoạt động nhóm ấy thì Leo và KZ có một cái team nhỏ tên là team KL. Thì tại vì cái khoảng thời gian đó là các bạn fan khá là thích cặp đôi này, tôi cũng không hiểu tại sao mà có thể ship được cái
hai người này lại với nhau trong khi hai người không có một cái tương đồng, một cái liên quan gì với nhau hết, nhưng mà lại ship được với nhau. Nên là Leo và KZ quyết định là sẽ thực hiện các ú quà lúc trước để gọi như là gửi lời cảm ơn tới các bạn fan nói chung cũng như là các bạn fan của cặp này nói riêng. Thì cũng rất là mong là trong thời gian sắp tới là hai đứa sẽ có cơ duyên, nên duyên một cái gì đó ở một cái sản phẩm fit trong tương lai. Thì mọi người muốn thì hãy chờ đón nha. Thật ra khoảng thời gian đầu thì KZ khá lây hoay. Nó lại nhóm lại tan rã vào ngay lúc dịch nữa chứ. Cho nên về cái việc hoạt động nghệ thuật thì cũng tạm dừng một thời gian. Và lúc đó là KZ về quê và suy nghĩ rất là nhiều, rất là trăn trở, không biết sẽ như thế nào và cái bước đi tiếp theo mình sẽ như thế nào. Thì may mắn làm sao thì anh em chúng tôi có dịp lại ngồi lại với nhau thì nói chuyện tâm sự về cái con đường và cái hướng của mình đi, thì lại rất là hợp về những cái ý tưởng và những cái sản phẩm sắp tới. Nói chung là về cái tất cả nội dung thì rất là hợp. Thì anh em của chúng tôi ngồi lại với nhau thì nói về mấy cái dự định sắp tới của mình làm ra. Thì sắp tới nó sẽ có một nhiều màu sắc mới mẻ, nhiều hơn để dành tặng cho mọi người, mà không chỉ riêng KZ và Leo, và nói chung là dành cho cả team nữa. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mà Leo cũng như là tất cả các thành viên nhận về câu hỏi này. Nói về đầu tiên thì mình sẽ nói về mối quan hệ giữa Leo cũng như là mọi người, các thành viên của Zero Nine với lại Ba Tao Nhật Tuệ. Thì Ba Tao Nhật Tuệ đối với tất cả mọi người, cả một tập thể Zero Nine, luôn là một người anh, một người ba, một người sếp, một người thầy. Thật sự là tụi mình mang ơn rất là nhiều, và cũng như là cũng muốn dành rất là nhiều sự gọi là trân trọng đến Ba Tao Nhật Tuệ. Nhưng mà bởi vì mọi người cũng đã trải qua một cái hai năm dịch rất là dài, và trong hai năm dịch đó thì mỗi cá nhân trong Zero Nine đều tìm ra được cho mình một cái định hướng, một cái con đường riêng mà mình nghĩ là mình sẽ phát triển nó tốt hơn, là mình gói gọn nhau trong một cái khu vực an toàn. Nên là thành ra là lúc đó là mọi người mới đưa ra một cái ý kiến, đó chính là có lẽ đây cũng đúng là lúc mà để cho mọi người có thể bung xả với những cái hoài bão, những cái ước mơ của mọi người, để cho nó bay cao và bay xa hơn nữa. Thì đây cũng là nguyện vọng của tất cả mọi người trong nhóm. Và Ba Tuệ là người đã gọi là ủng hộ, support về những cái mong muốn của mọi người. Nên là về nói về cái mối quan hệ của tất cả mọi người với lại Ba Tuệ thì thật sự rất bình thường mọi người, không có một chuyện gì xảy ra hết. Nên là các bạn không có cần phải đáng già đáng non nữa, nên là cứ yên tâm. Ok, thì mọi thứ thì nhân đây thì Leo cũng bật mí với mọi người luôn, thì mọi thứ đã đang trong quá trình chuẩn bị rồi. Thì như Leo đã nói từ đầu, chúng mình cần một cái gì đó để chúng mình bay xa hơn, bay cao hơn, và phát triển tư duy âm nhạc của bản thân mỗi con người cũng như định hướng của mỗi con người. Nhưng mà chúng mình vẫn là Zero Nine, chúng mình vẫn ở đâu đó, ở một cái đoạn đường đâu đó và chờ các bạn tới. Thì đây là lúc mà Zero Nine nên dành tặng cho những người đã yêu quý Zero Nine, hay là chưa yêu quý Zero Nine, hay là đã từng yêu quý Zero Nine, một sản phẩm cũng gọi là lời cảm ơn. Các bạn đã luôn chờ đợi Zero Nine trong suốt 2 năm vừa qua. Các khúc Môi Chạm Môi đã có mặt trên nhạc của tôi, Apple Music và Spotify. Nếu mà yêu thương KZ, hãy click vào link bên dưới và cùng thưởng thức nhé. Tôi là KZ. Tôi là Leo. Rất vui được đồng hành cùng với Sky Music.